Chào mừng tất cả anh chị đã quay lại với bài số 10 của tập 4 ạ. Cũng như bài số 9, tôi đang hướng dẫn cho các bạn về tiết tấu 16 bit ở trên vòm của âm trường, đúng không nào? Các bạn nhìn thấy đâu? Nhiều cái các bạn có phải ngón tay các bạn phải tốt hơn xíu nữa. À, thì nó sẽ giúp cho cái phần phần nhá. Nốt giai điệu là nốt 11 thôi. Rất là thú vị. Đó là câu số 4 và câu chúng ta tôi sử dụng bài bậc 9. Và bây giờ cái câu mà tôi thường dùng ha, và các bạn biết là tôi dùng, tôi sẽ chơi làm hai vòng. Tôi thường dùng và tôi thường đánh bằng giữ một cái bài này. Mà tôi chơi thì tôi sẽ chơi cái gì đây ha? Lần đầu tiên thì vòng 1 thì tôi đánh cái gì, ở vòng 2 quay lại thì tôi sẽ đánh cái gì. Tôi đánh những cái thứ mà tôi thường đi biểu diễn và tôi sẽ chơi ha. Thì tôi sẽ làm mẫu cho các bạn cái câu số 5 này là cái câu mà sẽ khó nhất ha. Và đó, 2, 3, 4. Thực ra thì